Đình Tú và Huyền Ly Di Đăng là cặp đôi được đẩy thuyền trên mạng xã hội hiện nay. Với vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử, Đình Tú hút hình với vai người thừa kế tập đoàn Hoàng Kim. Huyền Ly Di chiếm trọn tình cảm của khán giả truyền hình trong vai Vân Trang vừa thông minh, xinh đẹp, tài năng và luôn đặt gia đình lên trên hết. Cặp đôi cậu mợ thường xuyên xuất hiện cùng nhau không chỉ trong các dự án phim mà còn ở các sự kiện lớn, nhỏ. Đặc biệt, chiều ngày 9 tháng 7 cả hai cùng nhận lời mời tham dự sự kiện khai trương cơ sở 2 của Thẩm mỹ viện Thiên Hà. Trong suốt sự kiện, cặp đôi đã dành cho nhau nhiều cử chỉ đặc biệt, luôn sánh đôi bên nhau. Sự kiện được tổ chức với quy mô hoành tráng và được cặp đôi quốc dân tham dự trong vai trò khách VIP. Một số hình ảnh ghi lại được Đình Tú luôn dành hướng nhìn đến cô nàng Huyền Ly Di. Cả hai cùng chụp hình với dàn siêu xe nghìn tỷ và trả lời phỏng vấn liên quan đến tin đồn hiện tại. Đình Tú cho biết chuyện tình cảm của anh và diễn viên Hương Giang đã kết thúc từ lâu. Hiện tại, anh cần thêm thời gian tập trung cho sự nghiệp diễn xuất và cảm ơn khán giả đã dành nhiều tình cảm cho mình. Bên phía cô giám đốc Vân Trang, trong thư Ngày Nắng Về, Huyền Ly Di cho biết đối với cô Đình Tú không chỉ là bạn diễn trên phim mà như một người bạn chân thành ngoài đời. Đình Tú luôn tôn trọng và hiểu được sở thích cá nhân cũng như quan tâm Huyền nhẹ nhàng, chu đáo. Trên trang Facebook cá nhân, cả hai công khai bộ ảnh cưới độc lạ thân mật bên nhau. Đây được xem như động thái công khai ngầm của cặp đôi vàng trong làng giải trí. Thời gian tới nếu cả hai về chung một nhà, đây chắc chắn sẽ là cặp vợ chồng được người hâm mộ chờ đón và chúc phúc nhiều nhất. Mời các bạn đón xem phần 2 tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.